Xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ làm cái cánh quạt của thằng cơ khí ngọc cho nó thoáng và nó sẽ hút nước mạnh nha anh em. Ví dụ như là cái tua máy mình mà nó nhẹ mà cái cánh quạt nó không đủ tua máy á, thì mình nâng cái độ hút của cánh quạt lên, mà cánh quạt không thay không không thay thế cánh quạt khác cho to hay là gì hết nha, cánh quạt đó luôn. Mình sẽ sử dụng cái này là cái máy mài ha, nè để cho máy khoan mình mài, mình sẽ mài cánh quạt nè anh em. Mình sẽ nói cánh quạt ha, đây mình sẽ làm sao đây đó ha, không biết các em thấy không anh nè, mình đã mài nè, mình mài cái ngạnh mình đã mài cái ngạnh mé bên đây để cho nước nó hút mạnh ha, và cái gờ nó cái gờ dưới mép đây nè cho nó thoáng vô đó, mình đã mài rồi đó. Thì anh em nhìn như thế này thì anh em cũng cũng biết mình mài như thế nào mà, phải không? Ví dụ như cái chân vịt của anh em vậy đó, mình mài mà nó cái kiểu nó mài chút xíu thôi nó xéo, như xéo lên hay xéo xuống là cánh quạt nó sẽ hút mạnh hay là yếu nha anh em. Đó, mình cũng mài như vậy. Ví dụ như là cái máy mình nó chạy cái này nó nhẹ quá, lên nước yếu, không đủ dòng tua, thì mình có thể mình nâng cái cánh quạt này nè, mình mài cho nó bắt nước. Đó, mài cánh quạt này cho bắt nước. Đó. Rồi nó quay nè, anh thấy không? Đó. Nó sẽ bắt nước, nó sẽ hút nước nhiều hơn, và nó sẽ cái máy mình nó sẽ đủ dòng tua của nó nha. Thì mình sẽ chia sẻ như em như thế đó. Thì mà mình không biết là nó hút nước mạnh như thế nào, nó mạnh hay là nó yếu hơn cái zin đó, nhưng mà mình cảm thấy tại vì là anh em cũng biết mà, cái cánh quạt của cái chân vịt của mình á, mình mài xéo nó cho nó bắt nước á, thì nó nặng máy lên nước nhiều, mà mình mài cho nó hút nước ít á thì nó sẽ nhẹ máy và lên nước ít. Thì nó nguyên lý hoạt động thì cơ khí học là nó gì đó, cơ khí học có nghĩa là động cái gì gọi là cái đó gọi gì quên kêu rồi đó. Cơ khí học có nghĩa là mình làm sao mà để cho nó hút nước mạnh nhất đó. Ví dụ như cái anh em thấy cái máy cứu hỏa không, cái chân vịt của nó có chân vịt quy lớn nè, mà nó cực kỳ khỏe luôn, hút nước mạnh đó. Mình diễn tả gì ngồi anh em chắc trọn luôn á. Thì mình làm mình giới thiệu anh em vậy đó, thì anh em nào mà làm đó thì coi nha đó. Cái cơ khí ngọc thì nói tóm lại là cái cánh quạt của nó tệ hơn là thằng Văn Thể nha anh em. Cánh quạt nó đúc nó không có tinh tế đẹp đẽ bằng cứu thằng cơ khí Văn Thể đâu đó. Mình dùng máy dầu đi 6 nha, chạy bu ly 1:1 nha, to hơn tí xíu à, bu ly to hơn cái bu ly của bu ly này, to hơn cái bu ly của thằng cơ khí ngọc này chút xíu à đó. Mình sẽ chắc chắn là sẽ nhẹ máy rồi đó. Rồi giờ mình sẽ ráp máy.